Đây là công việc của người trải lưới. Đi đánh lưới từ 2 giờ đêm đến bây giờ mang cá về cho vợ bán này. Đây là một đôi vợ chồng tuyệt vời luôn. Toàn cá giếc này, cá giếc to này. Cá giếc to bàn tay này ai trông giờ thích. Chưa. Yeah. Toàn cá giếc rất là to. Và cái mùa giáp Tết này là rất nhiều cá giếc. Cái chỗ này phải mấy chục cân. Trời mưa cá nhảy hết ra ngoài đường này. Quá nhiều cá luôn.